có bạn bạn nữ từng nói với em là đã xấu mà còn nghèo nữa, ngại tiếp xúc với đám đông, ngại tiếp xúc với tất cả mọi người, cho nên là em cũng không có nghĩ tới việc là sẽ yêu ai luôn. Và cái đỉnh điểm mà Thanh Ngọc nghĩ về cô bé Thủy thì tổn thương nhất đó chính là phát hiện ra rằng vì sao mình không được nhận những cái công việc đó, cho dù là những cái công việc đó nó vô cùng nhỏ và bạn ấy chấp nhận với mức lương vô cùng thấp luôn, là không phải vì bạn ấy không đủ tuổi mà bởi vì chính cái nhan sắc